Vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay ngày 28 tháng 12, em vừa về được 5 con đẩy Mỹ. Đấy, 5 con này thì giá rất là bình dân ha. Giá từ 5 triệu cho tới 6 triệu đồng là các bác có thể sở hữu được một con đẩy Mỹ 16 sò. Đấy, hát karaoke, nghe nhạc gia đình là thoải mái ha. Các bác có thể ghép được hai đôi loa Bose 301 để mà hát karaoke mùa Tết. Hoặc là các bác có thể ghép được những đôi loa Bass 30 hàng bãi Nhật, hàng Mỹ. Đây là một con Quyết C 850. Đây, con này thì rất là hot ha. Hôm bữa em về hai con mà không đủ gieo. Đấy, cực kỳ là các bác thích luôn. Giá mềm. Rồi, và em về được hai con Crest Audio. Đây là con Crest V650. Đây, con này thì rất là đẹp ha. Nó có hai cái đèn tia ở đây. Đấy, cầu A, cầu B. Nó có hai cái đèn tia nhảy nước rất là đẹp ha. Và một con Crest 460. Đây, con này thì là con này 12 sò ha. Và hai con Quyết C 850. Đây, đợt này em về hai con nó đẹp như mới ha. Đấy, đẹp 95% các bác này. Đây, các bác xem ha, đẹp như mới luôn. Đấy, tí em sẽ quay bên trong từng con cho các bác xem. Rồi, và đầu tiên em sẽ quay cái con này trước đi. Con Quest C RMX 850. Đây, cái đời này là cái đời 16 sò ha. Đợt trước em bán là cái đời 12 sò. Đây, hai volume. Hai volume phía trước đây. Một nút nguồn. Đây, 850 này nó có rất là nhiều đời ha các bác ha. Đời 12 sò, đời 16 sò. Đây, 16 sò thì nó nằm trong cái vị tản nhiệt ở đây. Mỗi vị là 4 con. Đây, các bác xem một cái nguồn ha, khá là to. Rồi, 4 tủ lọc đây. À, nó có hai quạt tản nhiệt các bác ha. Đây một quạt này và đây một quạt nữa. Đây, 16 sò thì các bác đánh loa Bass 30 là vô tư rồi. Rồi, đây là phía sau của nó đây. Đường vô thì các bác vô 6 ly hoặc là canon ha, hai giắc luôn. Rồi, đường ra loa đây. À, các bác có thể thấy là đây là có một cái tem Mark in USA ha. Đây, Mark in USA. Điện của nó là điện 230 ha. Điện 220 tới 240 đấy. Dòng xuất châu Âu. Đây, có con thì nó đề 220 tới 240, có con thì nó đề 230 ha. Rồi, con này thì 16 sò. Em cũng xin báo giá nhanh cho các bác nắm luôn ha. Con này thì em đang bán với giá là 5 triệu đồng. Đây, con này 5 triệu đồng ha. Con này nó bị xước một tí trên đầu này các bác này. Nó bị chóc sơn một tí ha. Đấy, con này 16 sò giá 5 triệu đồng. Còn cái con mà 12 sò thì em chỉ có bán 4 triệu ha. 4 triệu hay là 4 triệu 2 thôi. Tầm đấy thôi. Con này 16 sò thì em bán 5 triệu đồng ha. Rồi, và tiếp tục là một con Crest Audio. Con này thì cũng còn rất là đẹp này các bác này. Đây, các bác xem ha, nó thiết kế mẫu mã cũng rất là hiện đại. Đây, đặc biệt với các bác là nó có hai cái đèn tia, nó nhảy rất là đẹp mắt luôn. Đây, bên A bên B đây. Rồi, thương hiệu Crest Audio, Mỹ, hàng Mỹ nồi ha. Hai volume đây, hai volume lớn nhỏ, một đốt nguồn ở đây. Rồi, bên trong nội thất đây các bác này, hai tủ lọc nguồn màu xanh. Đây, hai tủ lọc nguồn ha. Rồi, các bác xem tụ màu xanh rất là dài ha. Rồi, các bác xem cái kiểu của nó là nó bo tròn ở giữa ha các bác ha, chứ không phải là tụ nó bị hỏng đâu. Đấy, kiểu của nó là bo tròn. Đấy, hai con. Rồi, các bác xem bên đây đây. Đây, các bác xem kỹ giúp em nó không lại kêu về lại tụ lại kêu bị hỏng hay chết em ha. Đây, tụ của nó tụ kiểu bo tròn ở giữa. Rồi, một cái nguồn đây. Đấy, nguồn khá là to luôn. Rồi, con này thì chạy 16 sò than. Đây, chạy 16 sò than. Sò than thì nó nằm ở dưới đây ha. Ở dưới cái vỉ dưới này này. Đây. Nó hơi chật nên là hơi khó quay. Đây, bên đây là dễ thấy nhất này. Đây, 16 sò than ở dưới đây. Đấy, vỉ mặt là rất là nhiều tụ ha. Đồ Mỹ làm thì rất là chất lượng được các bác ạ. Rồi, phía sau đây, chạm ra loa đây.
Đấy, như thông số nó đề đây này các bác này, thông số đề thì cái con 650 thì nó là 325W ha. Đấy. Con này nó đánh từ 2 ohm tới 8 ohm. Rồi, đẩy Mỹ nồi USA. Rồi, đường vô thì các bác vô đường 6 ly ha. Đây đường 6 ly đây. Cắm 2 6 ly vào đây ha. Rồi, đây là đường ra loa đây, đỏ đen. Rồi, con này thì các bác đánh hai đôi loa Bose 301 hoặc là các bác đánh loa Bass 30 hàng Nhật Mỹ ha, là vô tư. Và con này thì em cũng xin báo giá luôn. Con này em đang bán với giá là 5 triệu 6 ha. 5 triệu 6 cho con đẩy này. Crest Audio V650. Tuyệt đẹp luôn. Giá 5 triệu 6 cho con này. Rồi, và tiếp tục là một con Crest Audio. Đây con này VSL460. Đẩy 2 cân luôn. 2 volume phía trước. Một nút nguồn đây. Đây, Crest Audio. Con này cũng còn mới các bác ha, còn khoảng 95%. Rồi, hai tụ lọc nguồn. Một cái nguồn rất là lớn này. Rồi, con này thiết kế thì cũng gần tương đương với con này ha. Chỉ có điều là con này nó đánh 12 sò. Đây con này là 12 sò than ha. Đấy, 12 sò thì các bác có thể đánh loa Bass 25 là rất là căng, hoặc là có thể đánh một đôi Bose các đời dòng 301 ha. Rồi, con này thì công suất nó đề này các bác này, 225W. Đấy. Vẫn là đánh từ 2 ohm tới 8 ohm luôn. Rồi, thiết kế thì vẫn là đường vô 6 ly. Rồi, USA ha, con này sản xuất tại Mỹ luôn. Rồi, cả hai con này thì vẫn là điện 220 tới 224, dòng xuất châu Âu. Rồi, con này thì em đang bán là 5 triệu 2 ha. Con này 5 triệu 2 này các bác này. 12 sò 5 triệu 2. Các bác ghép loa Bose hoặc là Bass 25. Những đôi loa Bass 25 là rất là hay ha. Rồi, giá là 5 triệu 2. Rồi, và cuối cùng là hai con QC850. Đấy, hàng đẹp 95%. Đấy, các bác xem phía trên của nó này. Như mới ha, hàng như mới luôn. Rồi, một thương hiệu QC cực kỳ nổi tiếng về dòng đẩy luôn. Model USA 850. Rồi, USA 850 ha. Đấy, nói chung là cực kỳ mới rồi các bác ạ. Em quay phía trong cho các bác xem. Rồi, em mở hai con luôn ha. Quay cho các bác xem. Rồi, đây là tổng thể nội thất hai con đây. Cực kỳ mới luôn các bác này. Đấy, trang bị một nguồn này, một quạt tản nhiệt và 16 sò sắt Motorola của Mexico. Đấy, sò cũng còn mới chát ha. Và đây là 8 con tụ lọc này các bác này. Đấy, tổng thể nội thất của nó đây. Rồi, tới con bên đây ha. Đấy, đẹp mà như nhau. Quạt tản nhiệt đây. Rồi, 16 sò thì các bác ghép 2 đôi Bose 301 thì quá tuyệt vời ha. Hoặc là đánh một đôi loa Bass 30. Rất là căng. Rồi, ở phía sau đây. Hai nút volume ở phía sau. Và đường vô vẫn là đường 6 ly. Rồi, cầu ra loa đây. Rồi, thông số đây ha. Con này đánh từ 4 tới 8 ohm. Đấy, USA, Mark in the USA. Rồi, con này thì 425W một cân ha. 425W một cân, điện 220 tới 224. Rồi, con bên đây thì cũng như vậy luôn, không khác gì hết. Đấy, giống nhau ha. Mark in USA. Đấy. Cái tem hơi khác một tí này các bác này. Nói chung là nó sản xuất theo năm. 230V ha. Dòng này dòng xuất châu Âu luôn này. Rồi, dòng này thì cũng quen thuộc với các bác rồi. Em cũng đã quay khá là nhiều trên clip. Con này thì em xin báo giá ha. Giá là 6 triệu đồng một con. 6 triệu một con ha. QC850 mới 95% luôn. Giá 6 triệu đồng một con. Rồi, bác nào mà quan tâm thì hãy cho em nhé. Số thoại của em đây 0981 384842. Rồi, em cũng xin chào các bác nha.